nhiều địa phương tạm dừng đường bay tới thành phố Hồ Chí Minh. Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Thanh Hóa là những địa phương vừa tạm dừng khai thác đường bay tới thành phố Hồ Chí Minh vì lo ngại diễn biến COVID-19 phức tạp, nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Cụ thể, từ 0 giờ hôm 5 tháng 7, theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất chủ trương tạm dừng khai thác đường hàng không từ địa phương này tới thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam xem xét giải quyết theo đề nghị của các hãng hàng không và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các chuyến bay đặc biệt nhằm phục vụ vận chuyển nhân viên y tế, vật tư, trang thiết bị y tế. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đồng ý về chủ trương thống nhất tạm dừng khai thác đường bay từ Thanh Hóa và Quảng Nam tới thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại theo văn bản đề nghị của hai địa phương này từ 0 giờ ngày 4 tháng 7. Như vậy, tính đến nay các địa phương tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay thương mại tới thành phố Hồ Chí Minh gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Bình, Gia Lai, Kiên Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.